Các bạn thấy máy này đẹp không? Đẹp không? Đẹp đúng không? Đây là con Oppo A74. Màn hình rất là đẹp. Và thiết kế cũng khá là mỏng nữa. Đây, rất là mỏng. Máy thì trang bị màn hình là 6.43 inch. Với độ phân giải nó Full HD Plus thì không cần phải bàn rồi. Máy sử dụng con chip của Mỹ các bạn nha. Đó là con chip Snapdragon 662 8 nhân, RAM 8 và bộ nhớ trong 128GB. Tuyệt vời ông mặt trời. Camera phía sau sẽ có 3 cam, một đèn LED và một cụm camera cũng rất là hầm hố thế này. Mặt sau sẽ bóng lón lấp lá lánh thế này, nhưng có một cái hạn chế một tí, đó là bấm dấu vân tay các bạn nha. Máy thì chúng ta sẽ có một cái viên pin là 5000 mAh trên giờ và hỗ trợ sạc nhanh cho chúng ta rồi. Camera selfie nè, dạng đục lỗ nằm phía trong màn hình như thế này, với độ phân giải là 16 pixel. 3 cam phía sau thì sẽ có độ phân giải là camera chính nha là 48 pixel, hai camera phụ là 2 pixel các bạn nha. Đây có để chữ 48 pixel AI camera đây. Đó, máy thì cầm không có nặng, vừa tay thôi, đối với quyền là nhẹ nam nữ đều xài được ha. Máy này 6.690.000 thì chúng ta sẽ được tặng phí hoàn 300.000, áp dụng để mà chúng ta mua đồ điện gia dụng tại Điện Máy Xanh đến ngày 25 tháng 9, và hỗ trợ trả góp 0% lãi suất cho các bạn luôn nếu mà có nhu cầu mua để mình sử dụng trả góp ha. Nhẹ xíu, ngán ngán thì mua trả góp nhẹ xìu. Mua đồng hồ thì khỏi phải bàn rồi, đồng hồ đây giảm 40% cho các bạn. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái máy tuyệt đẹp, tuyệt vời luôn, nói chung là tuyệt vời như thế này. Có hỗ trợ sạc nhanh nè, pin 5000 và thiết kế rất là mỏng như thế này. Bên cạnh trái chúng ta sẽ có cây lấy sim nè, phía dưới là tăng giảm lượng các bạn. Dưới cùng là chúng ta sẽ có jack 3.5, jack tai nghe, mic thoại, sạc tiếp C, loa. Bên phải chúng ta sẽ có là nút nguồn, phía trên không có thêm một cái mic thu âm nào các bạn nha. Máy này thì cảm biến vân tay nằm phía trong màn hình các bạn nha. Đây là cụm camera phía sau, nó màu rất là đẹp. Nói chung là máy này rất là đẹp, đáp ứng mọi nhu cầu từ chơi game cho đến là học tập, giải trí hay là học online thì đều đáp ứng đủ cho các bạn. Vì dung lượng RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB thì đáp ứng hầu hết tất cả mọi tác dụng thông thường, cho đáp ứng công việc, học tập, giải trí cho các bạn luôn. Nói chung là máy này rất là đẹp. Oppo A74 các bạn nha. Giá là 6.690.000. Được tặng phiếu hoàn 300.000 để chúng ta mua đồ gia dụng tại Điện Máy Xanh. Các bạn nào quan tâm dòng sản phẩm này thì hãy truy cập ngay vào website thaiđộng.com và điệnmayxanh.com để chúng ta biết thêm thông tin về dòng sản phẩm Oppo A74 các bạn nha, cũng như mức giá và trình khuyến mại hiện tại. Rồi, xin chào các bạn, rất mong video này sẽ mang lại hữu ích cho các bạn, giúp các bạn chọn được mẫu điện thoại ân ý với mình, phù hợp với mình về nhu cầu sử dụng và cũng như mức giá. Đừng quên like và chia sẻ video này cho nhiều người cùng xem các bạn nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ Quyền với nha. Bye bye.